Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả anh em ơi. Vừa ngủ dậy nên là có một cái video chắc chắn sẽ khá thú vị cho anh em. Và bây giờ là Khả mới ngủ dậy lúc 7 giờ sáng anh em. Và chuẩn bị tranh thủ đi về nhà thì thực sự là một món đồ đặt thẳng vào mắt Khả anh em ạ. Để Khả xem hết một dòng lượt 8 mặt thì có được món nào không nha. Dạo hết một dần thì có một số đồ như sau. Anh em đọc vào vô hôm nay. Trời ơi đẹp quá làm ơi. Một số đồ mình không thể tin được. Ui đôi giày nữa nè. Giày xém tí nữa về bờ. Ồ đồ 5 số dòng không. Rồi ok. Anh em ơi, đầu tiên anh em cùng điểm sơ qua thì hiện tại là Khải Nhật có rất là nhiều đồ anh em ơi. Có những món đồ Khải muốn khoe cho anh em như sau. Đấy. Đây. Đầu tiên đó là đôi giày trọ không có tóc anh em ơi, 2133. Đôi giày này thực sự là nhìn vào cũng khá đẹp. Đó. Nhưng mà không có tóc nha, không tóc là không xài được. Đó. Nón 6 dòng. Đó. Mà cũng không có xài được đâu. Nón này thì thực sự là nó cũng không được đẹp lắm. Nói tiếp theo 820. Trời ơi đặng luôn. Áo này, áo hộ thủ 620. Và anh em cùng chờ đợi cái điều gì xảy ra sắp đến bây giờ. Bộ nón không lâu 20. Nỗ lực cao. Đây không có sai được. Đấy ngọc bội mánh 11. Rồi, đến cái đời yêu Khả đang đợi chờ đợi trong video ngày hôm nay. Một đôi giày tóc 27 phần thủ 21 làm 140. Thực sự là một món đồ đang khá là chờ đợi trong cái video ngày hôm nay. Anh em ơi, hôm trước thì Khả đánh bớt ra được cái đôi giày này. Thực sự đôi giày này thì có người trả Khả hơn 1 triệu Khả không bán anh em ơi. Đó, 15-40. Thì ngày hôm nay thì lại cho ra được một đôi giày 27, 21, 40, sinh lực 123. Ôi trời ơi, thằng phát 4 nữa. Cái này thằng phát được 14 nữa đẹp nha. Thực sự là đôi giày quá đẹp. Nếu như tóc mà nó lên được 37 thì thực sự là quá nâu một luôn em ơi. Thực sự đôi giày này tóc quá là thấp. Thực sự dành cho đồng môn thì nó vẫn ok mà tóc vẫn kiểu là thấp quá em ơi. Thực sự là quá đẹp em ơi, chỉ giả em ơi. Đôi giày quá đẹp luôn. So về đôi giày trước của Khải thì đôi giày đó nó hơn, phải gọi là một cái gì đó khá là ok. Đó, đôi giày trước của Khải anh em ơi 25, 14, 40. Thì cái đôi giày này nó lại được là 21. Trời ơi, thì được 6 điểm nữa. Và sinh lực khá là cao. Nhìn cho đồng môn. Đó. Ở chiếc đôi này thì những món đồ như thế này rất là hiếm mọi người ơi. Sợ quá đẹp. Bây giờ thực sự đi chơi mà rất được dây này thì quá bình luôn em ơi. Rồi tiếp theo. Úi trời ơi, một đai lưng 23-40. Không thể gì mà ngồi tưởng tượng được em ơi. Một đai lưng sinh lực lực sinh lực xấu. Thực sự quá đẹp. Quá chắc em ơi. Quá đẹp không. Đó. Thực sự là ở video này thì Khả muốn cho anh em xem là sau khi bói đồ đêm khuya thì ngủ giấc dài thì được hai món anh em à. Đó, đai lưng này thực sự quá đẹp anh em, mà cho đến thời điểm hiện tại bây giờ sau khoảng 7 tháng 8 tháng trở đây thì những cái món Khả mà nhận được như thế này thì thực sự nó quá chất lượng anh em ơi. Đầu tiên là đôi giày và cái đai lưng 23-40 thực sự quá đẹp. Rồi anh em xem video này thì đừng quên đó lại cho video này Khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ở lần này thực sự video này thực sự cực kỳ hot anh em ơi. Đó, không gì ngồi tưởng tượng hơn. Để cho anh em nhìn sơ qua sơ đồ của Khải và những món đồ Khải đang mang trên người. Khải đang mang hiệp cốt. Mang hiệp cốt nữa nè. Đây.
Hiệp cốt thì sẽ đồ khá thì nó sẽ như thế này. Và sau khi trang bị thêm được những món đó nữa thì sẽ nó như thế nào. Quá đẹp. Đây. Đây nè. Nón thủ lý 25 20. Nón này khai cũng chanh ra. Rất hiếm nha nè. Đây lưng 19 20. Đây giày 15 40. Có cho mình 80 làm cho chậm. Hương chó thì đang có bao tây 7 40, 15 40. Đó. Giờ ra được đai lưng, đai lưng. Ôi quá đẹp, 23 40. Rồi đôi giày 20. Đôi giày. Đai lưng. Đôi giày. Ok. Ta sẽ cân đối cũng như là đã nghiên cứu thôi nha nè. Thực sự là quá đẹp. Hôm nay phải có một rừng ngay. Chúng ra đôi giày rồi nè mày. 15 20 nó mới đâu chứ. Trời ơi, hôm nay là một đôi giày thì sẽ không còn gì ngồi chờ đợi cái sự chờ đợi hơn. 21 40. Quá đẹp. Chút mũ bao tay nữa này. 13 20 nữa này. Đó. 13 20. Sợ quá đẹp nè mày. Ôi, sẽ đồ khá đẹp quá nè mày. Giờ có thể thay vào chỗ này là thành cái bao tay đây. 13 20 thay vô. Sẽ bỏ cái lượng kháng hỏa ra. Thay vào đai lưng. Nếu mà chỗ này thì mất đi 6 phòng thủ. Còn chỗ này lên ngược là 6 phòng thủ. Nhưng mà đồ kháng hỏa này nó sẽ đẹp hơn. Ok, cái này sẽ khai sẽ cân đối sau như thế này. Bỏ đôi giày vào. Bỏ đôi giày vào thì sẽ lên được 6 phòng thủ. Đó. Rồi nếu mà lái đai lưng ra thay vào bao tay thì sẽ bị mất lại 6 phòng thủ. Thì cái lượng phòng thủ nó vẫn tương đối như cũ, không gì thay đổi. Còn thay vào đai lưng kháng hỏa thì nó sẽ lên được 16 kháng hỏa nữa. Lấy được 16 kháng hỏa nữa. Khá là ok. Rồi, ok anh em. Và bây giờ Khải sẽ tạm dừng video. Và cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay. Thực sự một video khá là mừng em ơi. Được một những món đồ thực sự là 6 dòng cho đến thời điểm hiện đại bây giờ thì đồ 6 dòng, 5 dòng ở phải ở mấy chỗ này thực sự là có mấy chỗ đồ xanh. Đồ như đó thực sự là quá đẹp anh em ạ. Thực sự không có gì ngồi chơi hơn em ơi. Quá đẹp. Rồi, ok. Nên. Kiếm người bán tiếp. Đó, rồi ok. Giờ chờ đợi hàng hóa về thôi anh em. Rồi, tại vì trên bãi của Khải thì Khải mang một xếp là mấy 100 nữa. Đánh boss thì thực sự là anh em xem nhiều video đánh boss thì thực sự nó không có gì ngồi mong đợi đâu mà. Nó đồ đạc thì nó cũng hên xui. Còn đi chan thì thực sự là cái gì đó nó rất là cũng hên xui nữa. Đó. Là xếp là mấy này. Đó. Ok chưa? Rồi, ok bye bye mọi người nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.